Hello. Chào bà con. Trời ơi. Sương sương dễ ngủ đi. Sương dễ ngủ hôm nay thứ tư hả? Thôi đừng đừng nói ngày kỳ quá. Thôi kỳ quá, hôm nay mới nửa tuần mà. Nửa tuần. Nửa tuần mình sương sương cho nó dễ ngủ. Năm cao mày chi sang quá, nó nuôi bò rồi. Dưới cây giờ còn có hai tay à. Làm mười giờ này là hết rồi. Trời đẹp quá, làm cái lỗ bò sương sương đi. Tại trời, tại trời chứ không phải tại em luôn. Trời. Có đi cũng cậu ha. Đúng rồi. Rồi hả? Em bước cái luôn rồi. Cái luôn hả? Oh yeah. Ai cũng làm sương sương luôn. Mày ăn cơm cục này đây. Chưa đâu, từ từ mới vô. Cái này chán ấy phải không? Chán nội. Chán nội phải không? Cái ghế ông nội. Ờ, cái ghế ông nội đang lấy dưới kia. Mỹ. Mỹ. Mỹ khổ. Ừ, lát bưng dùng thơm nó bỏ xe luôn à. Không biết, hồi năm. Làm đi, phấn khởi lên đi. À, vô một cái cho nó mát và ăn nha bà con. Mai làm ngày nữa đó. Mai ngày nữa. Mai ngày nữa, ngày mai anh vô anh xin luôn. Tại vì nghĩ có ngày dễ xin lắm. Ờ. Cái hả? Cái đi. Vô ngay giờ vô mẹ, vô cái luôn. Đây, nước quên đem miếng phở qua nhúng vô nó là y chang trong kinh luôn. Làm gì dùng cái số sao nghe nó khè dữ quá. Khang tiếng liền hả? Làm như là cái khè hơi rắn hổ. Cái thứ hai trông lại. Cái nước thêm 5-6 cái nữa khè. Tương này được hả? Lại lấy miếng tương kia nữa. Em đâu thấy gì đó, đỏ được rồi. Tương kia em đâu thấy. Ờ, nước ngon quá tao. Im để vô anh coi cái tui tự mình nấu, tự mình khen luôn à. Khóc vô nghe đi. Mỗi con cá sao nó lân lân ta. Giờ sao làm như nó lại lớn rồi, nó yếu rồi sao á. Trời ơi, bị nhưng à. Nuốt vô y như con heo dầu à. Ốc xuống xuống nhà nó ốc. Nhưng mà quay máy mà chuẩn bị theo dòng nó lên đó hả? Ừ, theo dòng nó bơm, bơm theo dòng nó bơm lên là ốc ốc đã trời mới chưa dùng nổ. Nói chứ anh em tụi tôi không phải nghiền mấy cô chú ông bà ơi. Buồn không có buồn nghề nghiệp chứ không cũng không có nghiền đâu. Mày là xương xương đó. Xương xương. Thằng chục trai nghỉ vừa. Tới khoảng chừng 10 giờ được rồi. Ờ 9 giờ được rồi. Thêm tiếc nữa thôi, cậu đó cho cao nhất trở lại thôi. 10 giờ trở lại thôi. 8 giờ là được rồi. Về Nguyễn Ngư được. Mai quyết thêm ngày nữa nha. Ngày nữa chiều sao đi? Sáng luôn mà. Sáng mới đi hả? Sáng mới sáng đi chứ. Ờ đâu sáng thứ 6. Sáng thứ 6. Sáng trưa trưa mình mới đi mà. 10 giờ. Ờ 10 giờ mới đi. 10 giờ nó di dạy lên em đi luôn. 10 giờ chạy dưới là nó 450 triệu. Mình xuống tới dưới 450 triệu. Ừ. Được rồi. Ừ được rồi trời ngủ cho giấc cho chàng đầy đi từ từ. Đi chơi ta phải cho nó đã coi. Bò cu be. Bò này. Bò này. Cho anh uống lủng chín đầy được cay nha. Chưa ăn luôn, làm gì chở nó xuống đây đang đi đón Dũng. Đón ai? Dũng nãy về nè. Ai đi đón? Bẹp rồi chút với mấy đứa bạn á. Ủa Dũng bữa nay về hả? Ừ, nó về tới 13 tới 3 giờ anh lại. Nó có mình nó hả? Nó về có mình nó hả là? Thì mình nó. Vậy hả? Ừ. Nó có điều kiện nó về ra con, nó có điều kiện. Ừ. Tôi lấy cái miếng giấy. Ừ. Ngon ha. Ngon. Im. Tạm được. Đúng rồi bà ảo. Nhúng bà. Nhúng kia. Nhúng ra. Ừ. À bà. Ừ. Chắc mỏng dữ ta. Kinh tế khó khăn. Ừ. Mỏng nó dễ ăn hơn. Dày quá không thôi. Đừng để cho nó chín quá ha. Ừ. Vừa vừa thôi. Đó. Tái thì tán vô. Ừ. À. Má nhìn không ra nè. Bò cô bé ha. Bò cô bé. Anh
ta cho đừng lấy lại sức khỏe anh ta. Uống về là trời cũng đã. Rót. Mít bò. Để con nó qua sỉnh là vừa. Nó qua thì dọn dẹp đi đâu. Dọn dẹp. cha con nó làm hai anh em mình nghỉ nó tâm mệt rồi. Nó cho nó nghỉ chứ. Chắc đồ lên xe mai đi vậy. Đó, lấy cục xương lên cho bò ra làm à, cái cục xương đó. Ý là cái cục thịt này bò đó, xương bò đó, bò này mới luôn không hơi mềm, thử coi mềm chưa, quá mềm rồi, chấm sâu có cắn cái luôn, cái bò nha, cắn lúc luôn nha, xương rồi làm luôn hơn cái thôi, bò để trong cho nó mềm, không có mình để vậy nè, vậy cho nó không cho nó mềm thôi, anh cái thôi em cạp em cạp thấy không, ngon lành không, đồ quân cạp luôn hả, bê sườn này cứng à, chấm làm xong cái đây à. Ngon rồi, ngon thế, ngon ngon ngon, đu cái thế luôn hả, cái đồ mới được cháu nhấp nháy luôn ta, được máy được máy này chạy ngon. Máy còn chạy được. Im à. Ừ. Mềm, mềm mềm phải không? Mềm. Ô dạ ha. Chưa. Ngon thế. Bẩm nhuyễn về nhộn khổ qua. Ừ. Này hả? Ừ. Thầm xương á hả? Ừ. Ngon à. Chết luôn à. Ừ. Hello. Ồ, tỷ phú qua nghe anh em. Hey, what's up, man? Trời ơi, ủa đang vụn cót đâu rồi má. Đừng có thứ nữa. Tư rồi mai mới dễ còn nghỉ. Trời ơi trai. Được rồi, giống dụng ngâm rồi. Giờ ai chơi dụng nguyên chất nữa. Bên ông nội như con trai bảnh hay gì á. Đó ông cầm xuống à. Trai này trai ngâm rồi. Ừ, trai con trai trai con nội luôn kìa thử. Ôi chứ họ ông nội ai mà thì ngon đó. Quên nó lát về nhà nó đem theo trai nữa chứ. Ồ. Con lá mạnh chín luôn, có thằng bé rồi. Này cô sao la. Một năm đúng rồi ta. Ừ, 3 ngày nữa năm rồi. Ê, không chào bạn mày. Sao mày đen quá. U hớt tóc luôn hả? 3 năm. Ủa mày hớt hả? Hớt nào hả? Ủa? Giờ lấy cái gì vậy hả? Cái này đâu có uống được. Ờ đồ. Bỏ kia chả không mà sao la, thuốc này đau khớp. Thuốc đau khớp hả? Thuốc ngâm mà. Để đuổi cho ba con. Thế đi. Nay ba hay thẹo, nay da tay nấu cái xương á. Lẩu ghê rồi á. Nổi sao sao la. Come on. Lại đem theo chai rồi xuống dưới kìa. Dẫn ra về, dẫn ra cho thôi. Nổi sâu lên hả? Trời chén đậu rồi, dụ dễ chén nổi luôn đi. Đậu này vô. Con có chén chưa? Dạ. Nhớ nhúng bò đi coi đi. Đó chưa nãy. Đậu đi nó bành hả? Mới về đó. Mới về làm mới vừa vừa tới đó. Ủa, chưa đi đá hả? Chưa, chuẩn bị đi đó. Với quân cái chạy vô nhà đó. Ừ, miếng bò coi đi. Thôi đậu, ăn ngay coi. The ribs, man. Đặng cộng đây nãy thì năm làm cộng nó đã quá trời luôn. Thôi ngon á nè. Ờ cảm ơn bao nhiêu. Rước đi. Em lấy cái dĩa không? Cậu bia không dốt. Em ơi, để tao uống hay lên tí. Cái đó cười. Nãy xin lên. Khổ lùm. Đơn giản. Xuống dưới để coi thuốc này coi dễ hơn. Đơn giản gì? Đơn giản lẹ làng. Suy nghĩ quá. Rồi, anh em nha. Bọn chính rồi đó ra đây. Dễ giao lưu giữa tầng thôi. Dễ ngủ chính rồi. Come on, man. Yeah. Đủ lạnh nè. Đủ lạnh không? Dịp lâu tay, dịp lâu tay. Uống cua đào thì có tay. Đủ lạnh không? Ồ, bà kêu hôm nay qua hớt tóc mùa thứ tư mà quên ta. Rồi hớt tóc nó mới nghỉ hả? Ơ đồ, không chú nói với nó ghé hớt luôn. Hôm mai tốn 20. À, em đi bà năm hớt á. Ờ. Bà năm hớt ok lắm á. Hớt, mất nụ cơm.
Làm cục xương đấy. Ừ, hơi ngon. Làm cục xương đó. Rồi. Cắt ra làm đến xương. Trời bỏ vậy nè. Con lấy luôn. Con lấy luôn hả? Pick it up. Để bỏ để dĩa nè. Đây đây nằm đó. Đó, lấy cái tay cho nó được. Chấm sâu qua thay đây. Mới tắm rồi. Không gọi được. Để cho nó vừa. Nó mềm ơi. Con chấm vô. Mềm lắm đó. Đợt. Use your hand, man. Deep in, deep ra tay vậy Hiệp đi, ra tay. Nóng. Thông tử hoặc ly. Thường tôi nhớ ba mày mua bò này nhà bánh nhiều lắm rồi ra đây. Bò hết rồi. Chút thì bò hết. Chờ hết hả? Ủa, bữa cái chai bia mà anh chậm đây nè. Bữa mà nó nổ đó. Nó cắt chắc cũng ông bà thử cái gì nó cắt ngay cái mạch máu lớn nữa. Bữa đó cái anh vô anh làm cái động máu nó chảy ra nữa. Chắc cũng ngay cái gân cái đó, gân lớn nè. Chắc ý không muốn cho mình nhậu nữa hay sao đó. Không xả máu độc ra đó. Hay là chắc bề trên đó, không muốn cho nhậu gì đó. Rồi cái anh dán là cái anh bút ba chai nữa vô cái im. Lành rồi, trời, cũng vậy chứ cũng dễ. Chị cũng dễ chị. Chỉ có ăn nhậu mới chị nổi thôi chứ. Ông kêu qua đây bờ, có phán. Trời ơi. Thôi đi, xin, chút đi. Du. Quên cầm cái ga. Dạ, dạ. Cái gì cũng được cho chó liếm mà lạnh. Ngày xưa hả? Deep in gay, rất là nhiều cả. Thì chó liếm. Dạ. Mà ngày xưa bộ kìa thấy cái tay đưa chó liếm. Chính anh có đó. Thì đó. Ngon hơn đưa bò nữa đó mày. Nhưng mà tóc hành lẻ luôn. Có đưa không? Cái mực ghẻ á. Mực ghẻ rồi chó liếm có đó. Cái nó miếng màu lạnh. Mà chạy mình màu lạnh thật. Nói thiệt chứ. Mà gặp mấy con chó mà nó nằm hết tương đen rồi. Nhà Việt Nam. Nhà Việt Nam hết tương đen, có tương đen này lủi ngon hay khai đại nha. Chấm tương đỏ ra. Nước tương không? Mà mới tương đen hồi nãy năm vô cháu sau năm không thấy. Có nước tương không? Ờ đỏ rồi. Cầm cầm nữa, phải cầm đâu. Qua chứ. Nãy nhà có mà miếng cầm theo. Chín quá rồi. Ừ, sách thì luộc rồi, giòn nó cho chín rồi hay là lấy ra chín hết rồi ôi sợ chả mà giờ tôi mong ngót rồi dạ trắng sâu á đây đúng là chuyện đó đó. Nông hả mày có nhai không ơi nè nó không có nhai không ơi nó ăn không giờ thấy nó nhai á. Đánh nè. Mày không có văn hay vậy mà chịu qua chưa là mày nuốt à? Mày nuốt là nuốt được. Bầu chờ hết vô luôn. Ừ. Chấm cho tương đen đấy. Có tương đen rồi kìa. Vừa nó lấy tương đen cho đó. Mấy khu sơ tế đâu không? Điếp xuống trong chỗ bột ngọt không á. Ăn này không nhớ kiểu cò rồi hết cái mẹ. Buông bỏ đi. Xả bỏ bớt. Tham ăn là chết. Đã không? Cái tender nữa đó. Rồi mới đưa cho ba mày đi. Còn nữa kìa, bỏ ra đây khác đi. Ăn đi con. Mấy? Ừ. Ăn đi. Dưỡng năm còn đầy. Đầy. Ừ. Này ở trên trời rơi xuống rồi. Ít vậy mà ngon. Nhiều quá hầm cố vô à. Nhiều quá thấy sợ luôn á. When you coming down? Maybe here the phone. Now turn off the coda. Oh.
Maybe Friday about 6. 5, 6 I'll be there. Second one? Yeah. Shop tắt dọn ghẻ lẹ làng phút 30 giây 2 tiếng đồng hồ có nồi lẩu bò nhậu. Hả? Là mới làm được. Dẫn lão. Ha. Hết hả? Hỏi. Hỏi. Nhúng bò vô, nhúng bò vô cái này ăn đi. Trên này cái cua là bự ơi dắt ngang qua được mà. Được, trên này bự mà. Tôi tính lấy cái tôi còn cái xanh tôi trên chảnh nữa mà. Để nhà tôi dẫn á, còn hai cái chảnh mà. Đó, mày vô cái đấy. Đó. Chan nghe múc vô cái nước, múc vô cái tô con. Đưa cho ba mày đó kìa. Nè, mày. Mày xem nấu khi bỏ mày nó đi quá vậy. Dạ được hết thôi, mày hết không đó. Tự miếng nước ấy. Ủa, mày ghen bánh mì luôn á. Tại nước ít mà bánh mì đỡ nó chống đói. Được không? Xí. Hả? Ngủ ơi, cắn vô luôn. Đó, trời ơi, luôn. Chống ngựa không vậy? Câu cá cũng dữ mà ăn cũng dữ. Mày. Một con nè. Nè. Bữa nào chính mày đi nghiên cứu mua cái cưa nữa. Không, mày thử cái này coi nè. Cái cây này. Cái cây thử được coi. Ớt này bên nghe chỗ cái cây. Ờ, cái này nó buổi trưa nó héo rồi, buổi sáng nó mới tươi. Giờ nhậu ăn ớt. Qua nhà lẩu cho ăn vậy bắt ra bác ăn ớt thử ớt coi cay không. Cũng cay. Ăn không? Không thôi, không kia không đẩy không. Thôi, mình gặp mày chưa ăn cái này. Đúng. Còn cái đó kìa, khai là làm luôn khai hả? Đúng quá. Pepper. No pepper. Chín rồi hay chín? Pepper. Xong rồi, xong rồi. Pepper. Napkin man, pepper, pepper. No pepper. Ngồi nhúng bò vô đi khai là ăn đi. Không biết đâu. Gì ngán rồi hả? Mới có hai cái đó mà chứ miếng mì ngán rồi. Ồ còn trong chán hả? Last bite. Chấm tương đen kìa. Mày đồ hổi rồi không ăn. Tớ nào con Tám này đi hồi nãy rồi. Vâng. Đi xuống dưới kia đó đi câu á. Cướp. Nghe ở nhà nói là nó thứ tư, chiều thứ tư mày đi. Không biết đâu. Giữ vậy ông tướng. Đu xong luôn hả? Bà Năm bà nói cái gì đó, bà Năm nói với ai? Đàn. Đàn. Mi ở trong nhà. Ở nhà lan chi trong này có lan chi mới cấp nữa hả? Nó qua nó kêu Mi kha đợi chạy sình không. Hồi nãy giờ nó im luôn ha, hồi nãy giờ có lan chi chắc im luôn. Không thấy. Ừ. Nãy giờ im luôn rồi, nó mà biết con là ơi chắc mày xong. Không, để vô chơi lan chi đi. Nó đang lan chi đang mới cấp nữa. Ừ. Ăn nữa đi. Nó nhậu vô là nó thứ đó. Mía đó. Nó vậy. Mới sớ. Chạy tới đó bị lấp bê rồi. Nó bị lấp bê mà. Nhưng mà nó nhắc cái chuyện nó không nhắc chuyện cũ, chuyện gì đâu có mà. Ok. Nhậu vô. Dạ. Thử cái sợi này lần sau làm nữa. Chắc cứu luôn. Rồi, bữa ăn bên kia. Nó này tôi ướp kiểu khác. Dương Năm ướp kiểu khác. Quá trời tuyệt vời luôn nè. Làm miếng á. Làm miếng rồi lấy lại sức khỏe thôi. Lấy sức khỏe cười. Cười lên rồi. Quá tuyệt vời. Trong hám cười nữa hả? Ừ. Này làm miếng tương. Chấm sâu sâu vô. Rồi chấm sâu sâu vô cái miếng tương. Còn cái sườn kìa làm luôn khá đỡ. Ừ, khá đỡ làm miếng sườn đi khá đỡ. Đây hả? Nè. Vậy đứa này qua cho ba mày lấy cái sườn nghe cho ba mày đi. Rồi để nó để nóng ngủ chưa. Ăn nóng mà. Mềm ơi. Bị lên máu mà mặt thành sần. Tính đường xa nữa hả? Không, nó mềm mà đất á. Mềm á. Im.
Má mày lên bằng anh không? Anh đi ra bác sĩ mới ăn mới chiên. Mới chiên luôn. Mới gấn mới chiên. Dũng phở ngon á. Ảo nữa. Ảo mày ảo nữa. Trời ơi người ta ngon lành thì mình nó kêu nhúng phở. Bẻ 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 ra có Nhân ơi. Thử cái coi ha. Bẻ 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 ra bẻ em cái nửa cái cho em cái bẻ. Ha để tay rồi bẻ tay. Cầm tay bẻ. Rồi thôi đũa bẻ không được ha, bẻ vậy chạy ra. Dạ. Ô dạ. Giòn khố luôn ta. Ngon ngay giòn khố ha. Nửa cái nữa cái này nữa cái. Cái giò ta bò bò bẻ giờ bung bung này nhìn giống bẻ giống xô đất quá. Dạ mày. Ta bẻ tại vì mình nó giòn mà ngon mà. Chấm không? Mực. Cái giò mực. Bữa con ấy nó mua hay gì á. Ừ. Thì nó không có ngon. Không à? Ngon. Ăn giờ không nghe. Mày chấm gì không? Chấm hả? Tương nè. Tương, chấm tương ớt tương hả? Chấm làm miếng thôi tớ. Để ăn tự tương gấp. Vừa mấy phút khác rồi rồi. Mày uống giận hoài đấy. Nước bẫy mà cứ làm như còn ở quê tương. Chia khổ ăn. Đường về sao khá má hơn. Hello my friend. Anthony đồ ghê mà. Come on man, come on bro. Đậu thầy đi đá banh được rồi đó. Mua gì á? What you got? Trời ơi, đẹp trai ghê ra ơi. What you got, man? Chiếc xe thường đập thắng đề đó không? Trời ơi, xe anh tổng thống là thắng đề nó cũng nổ. Đâu có xe tự động mà anh nè, đâu có xe đó đâu là thắng. Xe đó đâu là thắng. Đâu cần đập thắng. Xe đó đâu cần đập thắng đâu. Anh để nổ rồi. Em đừng có ấy số thôi. Chưa mà cái thằng mà xài nút đó. Xài nút đề đó. Phải đập thắng à. Còn chìa khóa mà đâu cần đập thắng. Còn mấy thằng mà xài. Làm miếng bò đây. How you? Đấy. Here we go. 1, 2, 3, 4. Let me take you far away. Sao bảy triệu cơ sao đấy bảy chợ mía vậy bảy chỗ đánh